Nếu con nhận được bài học thì ở trong cái tựa đề thì Nguyễn Đẳng để là muốn pháp cần được sanh khởi, nhưng trong mấy cái bài học thì là muốn pháp cần được thắng tri về bốn tướng là bốn thánh đế. Dạ, có phải là thắng tri không ạ? À? Vì dẫn nhập bài học thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đại lễ thiên thượng thân chào tất cả quý chúng thầy xin lỗi đề tài chưa sửa lại đề tài sẽ như đúng là hôm nay chúng ta học được bốn pháp thắng và nội dung bài học thì vẫn giữ nhưng cần được thắng là nói về pháp cần được trí tuệ và chẳng như mà trí tuệ ở đây là một thứ trí tuệ sâu sắc một thứ hiểu biết một cách rất là tường tận và đề tài bốn pháp đó chính là bốn pháp cần được thắng tri chính là tứ đế và một lần nữa có lẽ chúng ta đã nghe nói đến nhiều đó, là thông thường khi mà chúng ta đề cập đến tứ đế thì mình nghĩ rằng đó là một đề tài quá phổ thông và rất là dễ hiểu kỳ thật thì tứ đế thì bao gồm cả hai pháp hiệp thế và xuất thế tất cả hai cả phương diện thuộc về thế gian thuộc về tử và giải thoát thuộc về bờ bên này và thuộc về bờ bên kia và mang tên của Phật pháp ngài Xá Lợi Phất ngài đã từng nói rằng giáo lý thứ đế giống như là lũ lớn để có thể đặt tất cả những dấu chân của những con vật khác ở trong rừng vào trong đó. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh và sau đó thì chúng ta sẽ cung thỉnh Thư Tòa Tuệ Siêu để giảng dạy cho ý nghĩa của bài học hôm nay. Dạ nam mô Bụt Thầy, Giá Sa Thú Lành Thầy, con kính trường được thầy đăng đẳng ra dân nhập bài học. Và bây giờ thì con xin được đọc phần chánh kinh. Bài học hôm nay Trường Bộ Kinh, Kinh Thập Thượng Rasutara Sutta, phần 4.9, 4 pháp cần được thắng trì. Chattaro Dhamma Bahukara, Chattaro Dhamma Pavetappa, Chattaro Dhamma Vadinyaya, Chattaro Dhamma Pahatappa, Chattaro Dhamma Hà na bha ghi ya chất ta ro tham ma vi se sap ha ghi ya chất ta ro tham ma da ba ti vi ya chất ta ro tham ma o ba de ta ba chất ta ro tham ma ap hin ya ya chất ta ro tham ma sa chi ka ta ba có bốn pháp có nhiều tác dụng có bốn pháp cần phải tu tập có bốn pháp cần phải biến tri có bốn pháp cần phải đoạn trừ có bốn pháp chịu phần tai hại có bốn pháp đi đến thủ thắng có bốn pháp rất khó thể nhập, có bốn pháp cần được sanh khởi, có bốn pháp cần được thắng tri, có bốn pháp cần được tác chứng. Chất tạm mê chất ta rồi thầm mà, ốc bà đề tấp bà. Chất ta đi nhà nằm, anh bất về nhà nằm, bất đi về nhà nằm, xâm bất tí già nhà nằm, y mê ta rồi thầm mà, ốc bà đề tấp bà. Thế nào là bốn pháp cần được thắng tri thánh đế khổ tập thánh khổ diệt thánh đế khổ diệt đạo thánh đế đó là bốn pháp cần được thắng tri chú thích sau đây từ trích từ kho tàng pháp học pháp sư giáo chế biển 170 cần thắng tri và đây là bốn thánh đế Ariya Satya ni bốn sự thật kỳ diệu bốn chân lý mà bậc thánh giác ngộ một khổ thánh đế Dukham Ariya Satcham hay khổ đế, Dukha Satcha, chân lý về sự khổ, tình trạng khổ hiển nhiên, như sanh già bệnh chết, quán hội ngộ, ái biệt ly, cầu bất đắc, tóm lại ngũ thủ quẩn là khổ. Xem 331 ngũ quẩn. 2. Khổ tập thánh đế, Dukha Samudayo Ariya Satcham,
hay tập đế. Samudaya Satya, chân lý về nhân phát sanh khổ, tập khởi của khổ, tức là lòng tham muốn, ái luyến, bám chấp chỗ này, chỗ kia, gồm có dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Xem 75 ba pháp cần đoạn trừ. 3. Khổ diệt thánh đế, Dukkha Nirodho Ariya Saccham, hay diệt đế, Nirodha Saccha, chân lý về sự diệt khổ, một trạng thái đoạn diệt hoàn toàn khác ái, không còn thủ trước, vô nhiễm, an tịnh và giải thoát, tức là Niết Bàn. 4. Khổ diệt đạo lộ thánh đế, Dukkha Nirodha, Dukkha Nirodha Gamini Patipada Ariya Saccham, hay đạo đế, Magga Saccha, chân lý về đường đưa đến diệt khổ, pháp thực đạt đến Niết Bàn, tức là Bát Đạo. Con đường trung đạo gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Xem bát chánh đạo. Bốn thánh đế này được Đức Phật thuyết trong bài pháp đầu tiên khởi điểm công cuộc hoằng hóa, gọi là bài kinh chuyển pháp luân Dhammacakka. Dhammacakka Bhagavatana Sutta, bài pháp này cũng gọi là pháp thoại đề cao Sammukkamsika Dhammadesana, vì là pháp môn quan trọng hằng chư Phật xiển dương. Chánh văn đến đây đã chấm dứt. Chúng con cung thỉnh thượng tọa Tỳ Sư từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy ạ. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Bổn Thầy. Dạ, xin mời quý vị tôi biết là nghe rõ. Hôm nay chúng ta học đến bốn pháp thường được thuyết trình. Sanh khởi, pháp cần được sanh khởi, pháp cần được thắng tri và pháp cần được tác chứng. Chúng ta phải hiểu rằng pháp cần được sanh khởi là pháp cần phải tu tập để có, tu tập để có được. Như vậy gọi là pháp cần sinh khởi. Còn pháp cần cần tác chứng là nói đến cứu cánh, tức là đạo quả, đạo quả sự thế. Còn cái pháp cần thắng tri thì cái chữ này nó đặc biệt hơn, có nghĩa là phải hiểu thấu đáo bằng trí tuệ. Lại nữa, từ thắng tri apinyaya nó khác với chữ parinyaya là biến tri. Chữ biến tri tức là biết rộng, biết về, hiểu về cái diện mặt rộng, diện rộng. Còn chữ thắng tri tức là thấu đáo, hiểu biết cái chiều sâu của pháp, chứ không phải là hiểu chiều rộng. Một người họ am tường cái pháp đó thì như vậy gọi là biến tri. Nhưng một người chứng ngộ, để giác ngộ, chuyện này gọi là thắng tri. Chúng ta cần phải phân biệt. Giữa các từ thắng tri và biến tri. Và chúng ta cũng phân biệt giữa
Pháp cần sinh khởi, pháp cần thắng tri, và pháp cần tác chứng. Khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta nhớ chỉ pháp rất là rõ. Bởi nếu chúng ta chỉ mơ hồ là sanh khởi tức là giác ngộ, giác ngộ tức là tác chứng, chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta gặp những cái thể tài của bài kinh này dưới cái sự sắp đặt chi pháp của tôn giả Sa Lô Cá một bậc đại trí tuệ thì chúng ta phải bỏ đi cái tư tưởng nghĩ của mình trước đây, và chính nhờ chúng ta thấu đáo được những cái ngôn từ được sử dụng qua các cái chi pháp thì từ đó về sau chúng ta mới xài chính xác được. Ở đây thưa quý vị, khi nói đến pháp cần thắng tri, tôn giả Sa Lô Tá đã đưa ra pháp tứ diệu đế. Hay gọi là bốn thánh đế Ariyasaccha. Ở trong kinh Tạng thì dùng cái chữ Chattari Ariyasaccha là bốn thánh đế hay là tứ diệu đế. Còn ở trong ví dụ pháp thì gọi là Chattusaccha, tức là tứ đế được rồi. Còn khi nói đến chi pháp thì trong kinh Tạng gọi là khổ thánh đế đúc khăn Ariyasaccha. Trong ví dụ pháp thì gọi tắt và tốt lượng khác sẽ chắc khổ đế, cũng như khổ tập thánh đế lúc khách sư môn đề dụ Ariyasa chậm. Ở trong ví dụ pháp thì gọi là Samudayasa chậm hay là tập đế. Còn chân lý thứ ba thì ở trong kinh Tạng gọi là lúc khách đề rô thô Ariyasa chậm khổ diệt thánh đế, và trong ví dụ pháp thì gọi là đi rô thát sát chăm là diệt đế. Chân lý thứ tư trong kinh Tạng gọi là lúc khách đi rô thát gamini và thứ ba đà Ariyasa chăm khổ diệt hành lộ thánh đế hay là đạo lộ thánh đế. Ổ dựng đạo lộ. Còn trong ví dụ pháp đó, thì gọi là mắt và sát chát là đạo đế. Tên gọi thì có khác nhau, khổ thánh đế thì khổ đế, khổ tập thánh đế hay là tập đế, khổ diệt thánh đế hay là diệt đế, khổ diệt đạo lộ thánh đế hay là đạo đế, thì ý nghĩa giống nhau thôi. Về bốn pháp này Đức Phật đã thuyết ở trong bài kinh Chuyển Pháp Luân và ở trong Tương Ưng Bộ Kinh cũng có nhắc đến. Ở đây chúng ta có thể phải hiểu tứ thánh đế và kinh Tạng và qua ví dụ pháp luôn. Ở trong ví dụ pháp cái bộ thứ hai bộ mới phân ra bộ phân tích thì xuất tần tác
Pātinīyam, tức là phân tích theo kinh thì đề cập đến Ariyasacchani là bốn thánh đế. Và trong cái đế phân tích nói theo tạng vị diệu pháp ở trong mắt Pātinīyam thì nói theo Cetusacchana là bốn đế. Chúng ta cần phải hiểu cả hai hệ tạng. Tất nhiên không có cái gì chống trái với nhau, không mâu thuẫn với nhau giữa kinh tạng và biện pháp. Chỉ có điều là ở trong kinh tạng thì nói về cái sự, và ở biện pháp thì nói về cái lý. Cái sự ở đây là nói về cái ý nghĩa. Athagamthiru. Còn cái lý ở đây đó là trong biện pháp nói về Sakkāgamthiru, tức là cái pháp thực tính. Nó chỉ khác nhau ở chỗ đó thôi. Chúng tôi sẽ trình bày tương tự để cho các vị nắm được. Trước hết là nói đến khổ thánh đế. Khổ thánh đế lúc khăn Ariyasacchana giải pháp luân Đức Phật này dạy rằng về các vị kheo thế nào là khổ thánh đế. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ oai là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, được gọi là quá khổ ngộ ái biệt ly. Cầu bất đắc khổ, tức là mong mỏi điều gì mà không được, không đạt được như ý điều đó, không đạt được cái điều đó thì là khổ. Nó tóm lại ngũ thủ uẩn là khổ. Để các vị theo đây gọi là khổ thánh đế. Ở trong vi diệu pháp khi nói đến khổ đến thì chi pháp được trình bày là khổ đế là tầm hiện thế 51 tâm sở phối hợp với tầm hiện thế trừ tâm sở tham 20 25 ở 28 sắc pháp. Đó gọi là khổ đế. Cái chữ đế ở đây đó chỉ sai chắc được dùng với nhiều ý nghĩa. Một lời nói chân thật đó cũng gọi là sát giác, sát cho qua đi.
Thì sách trắng nó còn chỉ cho cái nghĩa cái gì nó là một sự thật, cái đó gọi là sách trắng. Chẳng hạn như là Paramattha sách trắng, Samadhi sách trắng, tức là cái sự thật bản thể và cái sự thật chí định. Nhưng mà chữ sách trắng còn có nghĩa là chỉ cho chân lý. Chẳng hạn như bốn bốn đế ở đây là bốn chân lý. Nếu mà chúng ta không xài những bốn chân lý mà chúng ta xài bốn sự thật thì chúng ta nghe nó hơi yếu một chút, bốn chân lý thì nghe hơi mạnh, bởi vì những cái chân lý này không thể sửa đổi khác đi, không thể có một vị sa môn và la môn nào có thể sửa đổi được những cái sự kiện ấy khác đi. Chân lý nó đã là như vậy, nhưng mà bốn chân lý này được gọi là thánh đế Ariya-sa-chán. Này có người xài là diệu đế, và chữ diệu đế, chữ thánh đế được người ta định nghĩa là những chân lý cao thượng. Chữ Ariya ta xài cái nghĩa tính từ cao quý. Sự thật thì chúng tôi không có thích xài cái chữ này để định nghĩa, không thể xài bốn chữ lý cao thượng được. Diệu đế và đạo đế thì những cái chân lý cao thượng thì phải, nhưng mà chân lý về sự khổ và chân lý về nhân sinh khổ, nhất là chân lý về nhân sinh khổ hay là tập đế cái thù bất thiện pháp, thì làm sao nói là cái chân lý cao thượng được? Không có cao thượng, pháp cũng cần phải đoạn trừ mà, còn khổ đến pháp cũng cần phải biết tri và cần phải nhận chắc, làm sao mà cao thượng được? Cho nên cái chữ Ariya sát chắn theo chúng tôi thì phải xài trong cái nghĩa khác, cái nghĩa danh từ, tức là chỉ cho một thánh. Người mà thắng tri bốn chân lý này thì người đó được gọi là bậc thánh, bậc Ariya. Hay nói một cách khác, tức là bốn chân lý này cần được thắng tri bởi bậc thánh. Bậc thánh là Đức Phật và các vị A-la-hán mới thắng tri tường tận. Cho nên chúng ta xài cái nghĩa Ariya Sát Chá, chúng ta xài cái nghĩa thánh đế trong cái ý nói rằng là bốn cái chân lý này chỉ có bậc thánh mới giác ngộ mới thắng tri được. Và nghĩa nữa, bốn cái chân lý này ai thắng tri được bốn cái chân lý đó, người ấy được gọi là bậc thánh. Đó là chúng ta giải được cái từ Ariya Sát Chá. Trên phương diện nghĩa giải thích cho người ta hiểu thì Đức Phật này mới nói đến cái khổ, cái chân lý về sự khổ ở đây là tình trạng khổ hiển nhiên, quá khứ hiện tại hay là vị lai. Cái sự khổ hiển nhiên đó là một vấn đề luôn luôn có, sanh là khổ, già là khổ, bệnh
là khổ chết là khổ. Sầu bi khổ ai là khổ. Thương phải xa là khổ. Ghét phải gần là khổ. Cái chỗ mà thương phải xa ghét phải gần đó, cái chỗ này ông Bali gọi là Abhijehi Sampadyogo Abhijehi Vipayogo Abhijehi Vipayogo, tức là không được kết hợp với cái người thương, người thương yêu. Abhijehi Sampadyogo, tức là kết hợp với người mà mình không thương yêu thì cái đó là khổ. Cho nên mình dịch là thương phải xa, phải xa về người thương, phải hội ngộ với người mà mình không thương thì cái đó là khổ. Muốn cái gì mà bất toại nguyện không được như ý muốn, đó là khổ. Nhưng ở đây dầu ở trong kinh tạng có nói đến những sự khổ như vậy, nhưng mà cuối cùng thì sanh thức chê nát bằng chúng ta đã nát thành thả được tha, tóm lại ngũ thủ quẩn là khổ. Cái ngũ thủ quẩn ở đây là chỉ cho năm quẩn. Mà bị cảnh thủ, thành do thủ, cảnh thủ. Thì năm quẩn ở đây mà được gọi là năm thủ quẩn, thì đó là chỉ cho cái pháp hiện thế, tức là cái tâm hiện thế, tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, và 51 tâm sở phối hợp với tâm dục giới, với tầm sắc giới, với tầm bồi sắc giới. Cả 28 sắc pháp là cái thân sắc của mình, tất cả những cái đó đều là khổ đế. Ở trong vị pháp thì cái tâm sở tham đó gọi là lô pháp chê tất cát. Cái tâm sở tham phải được lễ vào cái chân lý thứ hai, chứ không được kể vào cái chân lý thứ nhất. Do đó cho nên 51 tâm sở ngoại trừ tham, 51 tâm sở đó gọi là khổ đế. Và chúng ta nói đến chân lý thứ hai đó, cái chân lý thứ hai này là khổ tập thánh đế. Hay là samudaya saccha là tập đế, nói theo vị pháp. Là cái chân lý nhân phát sanh khổ. Hay là cái chân lý về tập khởi của sự khổ. Và trong thượng kinh Diễn Pháp Luân thì Đức Phật ngài mới nói đến khổ tập thánh đế, tức là hỷ tham, cái sự ái luyến, cái sự mong muốn bám chấp chỗ này chỗ kia, tức là mong cầu được cái này được cái nọ, hay mong cầu được tái sanh ở cảnh giới này, cảnh giới nọ, vân vân.
cái đó gọi là khổ đế. Nó gồm có dục ái, hữu ái, phi hữu ái, và chúng ta đã có lần học về ba pháp cần luận trừ. Chúng ta nói đến dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Nói theo bây giờ pháp thì tập đế ở đây chỉ cho cái gì pháp là cái tâm sở tham, chỉ nói đến tâm sở tham. Cái đó là khổ, cái đó là tập đế. Tất nhiên khi một người chưa học gì pháp, họ nghe đến tập đế là tâm sở tham thì họ khó nhận ra được. Cho nên ở trong lời kinh Diệu Pháp Luân thì Đức Phật đã nói rằng hỷ lạc, hỷ tham, mong muốn chỗ này chỗ kia, nhưng mà khi chúng ta nói đến ở trong kinh tạng thì nghe nó dễ hiểu. Ý tham chỗ này chỗ kia như là dục ái, hữu ái, phi hữu ái, và ở trong đó còn dùng cái từ gọi là vô đắc sanh sa vi tra, tức là cái chất xúc tác làm cho tiếp tục sanh hữu, tức là tiếp tục luân hồi. Chữ bồ đắc, chữ bồ đát, chữ bồ đát là chữ bú nát, chữ pha vi ca là chữ pha quá, pha quá là sanh hữu, bú nát pha quá tức là sanh hữu tiếp tục, sanh hữu tiếp tục. Và chữ bồ đắc pha vi ca là một danh từ để gọi cho tăng hạ, vì tăng hạ là cái chất liệu, cái nguyên nhân, là cái yếu tố để tạo ra cái sanh hữu mới, sanh hữu khác 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 như vậy gọi là vô đắc pha vi ca. Đó là cái chân lý về tâm đế. Cái chân lý thứ ba được gọi là khổ tận thánh đế hay là diệt đế, khổ diệt thánh đế hay là diệt đế. Đó là chân lý về sự diệt khổ, chân lý về sự diệt khổ gọi là Dukkha Nirodho Ariya Sacca. Và trong việc nó ngắn gọn là diệt đế Nirodha Sacca, là chân lý về sự đoạn diệt thôi. Chữ đoạn diệt ở đây đó, chữ Nirodha thì chúng ta phải hiểu là Dukkha Nirodha, tức là đoạn diệt cái sự khổ. Đây là một cái trạng thái đoạn diệt hoàn toàn khác ái, không còn thủ trước, không còn bị nhiễm đắm, an tịnh và giải thoát. Tức là ở đây chỉ cho biết là và ở chỗ này, ở trong kinh tạng khi mà nói đến khổ đế thì cũng chỉ cho vô vi giới gọi là asankhara tha túc, vô vi giới. Vô vi giới là chỉ cho nibbana, nibbana cũng vậy thôi. Nói cho gọn
Dukkha Nirodha Gamini Patipada Ariya Satam. Những Patipada tức là cái đạo hành hay là cái đạo lộ cũng được, hay là hành lộ cũng được. Gamini có nghĩa là dẫn đến. Dukkha Nirodha ở đây là diệt đế, tức là dẫn đến trạng thái diệt khổ, dẫn đến niết bàn. Trong vị pháp gọi là Makkhasacca, chữ Patipada là cái phương pháp thực hành. Ở đây gọi là đạo về Makkha. Và cái chân lý về con đường đưa đến diệt khổ, chúng ta phải hiểu là cái pháp thực hành để đạt đến niết bàn, tức là bát chánh đạo hay là con đường trung đạo, gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh thân tấn, chánh niệm, chánh định. Ở đây nói theo ví dụ pháp, thì nói đến đạo đế là chỉ cho tám cái tâm sở chi đạo phối hợp trong tâm đạo mới gọi là đạo đế. Tám chi pháp đó là sở hữu trí tuệ về chánh kiến, sở hữu tầm gọi là chánh tư duy, sở hữu chánh nghiệp là chánh nghiệp, sở hữu chánh mạng là chánh mạng, sở hữu chánh ngưỡng là chánh ngưỡng. Cho nên chánh ngưỡng, chánh nghiệp, chánh mạng, ba tâm sở giới phần đó là ba cái chi đạo, chánh ngưỡng, chánh nghiệp, chánh mạng. Rồi cái sở hữu cần Viriya Cetasika chính là chánh tinh tấn. Sở hữu điện chính là chánh điện. Và sở hữu Ekakata tức là sở hữu nhất hành, gọi là chánh định. Tám chi pháp này, tức là tám tâm sở này, khi nó phối hợp với tâm đạo nên trở thành người bác, gọi là đạo đế. Ở trong vị pháp thì nấu ra rồi cái chi pháp mà họ ra cái đó. Còn ở trong kinh tạng thì nói về cái lý, nói về cái sự, thì chúng ta nghe qua thì chúng ta hiểu đây là chính con đường trung đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, thủ về giới, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh kiến, chánh tư duy, thủ về tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thủ về giới, và chánh tinh tấn, chánh dụng, chánh định, thủ về định, tu hành theo giới, giới định tuệ bất hay là bất chánh đạo. Thì cái pháp đó chân đưa tới sự diệt khổ, tức là đạo đế. Ở trong bát chánh đạo, ở trong tứ diệu đế đó, nó có một vấn đề mà chúng ta nên hiểu. Có người họ cho rằng là hai cái cộng thuộc nhân quả, nhưng mà cái này nó không có đúng, nó không có đúng. Chỉ có khổ đế và tập đế mới là cộng thuộc nhân quả, vì tập đế nó phát sinh ra
Còn ở đây khi mà chúng ta nói đến đạo đế, diệt đế và đạo đế thì cái này nó không phải là cái phạm trù nhân quả. Đạo đế không có tạo ra, không có tạo ra niết bàn, niết bàn không có gì bị tạo. Chúng ta lấy ví dụ giống như là hạt giống, hạt lúa giống làm ra được một thửa ruộng lúa thì cái hạt giống đó là nhân và cái thửa ruộng được gọi là quả, chúng ta nói được. Nhưng mà trường hợp con đường để mà dẫn đến một cái ngọn núi hay một ngọn đồi thì con đường như là con đường không có tạo ra cái ngọn núi. Nhưng mà con đường này dẫn đến tiếp cận với núi, dẫn đến ngọn núi. Cũng như khi chúng ta nói đến đạo đế thì chúng ta cần phải hiểu đó là đạo lộ để đạt đến niết bàn, chứ không phải là bắt chánh đạo tạo ra niết bàn. Chúng ta nên biết được điều đó. Một điểm khác nữa là ở đây chúng tôi muốn nhắc lại là sự thắng tri cứu đế không phải là chúng ta chỉ biết ý nghĩa. Nếu chỉ biết ý nghĩa như vậy thì chỉ mới là parinyaya, là biết tri thôi. Ở đây chúng ta phải thắng tri, tức là chúng ta phải thấu triệt về cái việc mà thấu triệt, tức là thắng tri được tứ đế đó, phải thắng tri ở ba phương diện: sát nhàn á, kata nhàn á, sát nhàn á, tiết chân nhàn á và kata nhàn á. Thế nào gọi là sát nhàn á? Tức là cái trí hiểu biết tỏ ngộ đây là khổ đế, đây là khổ thánh đế, đây là khổ diệt, đây là khổ tập thánh đế, đây là khổ diệt thánh đế, đây là khổ diệt hành lộ thánh. Có cái trí tuệ và nhận thức được như vậy thì cái trí này tôi gọi là sát chân nhàn á. Ở khía cạnh khác thì được gọi là kết chân nhàn á là như thế nào? Ở đây thưa quý vị, đối với khổ đế cần phải có trí hiểu biết rằng khổ đế là pháp cần phải biết tri. Tức là cần phải hiểu biết rõ, chỉ vậy thôi. Còn tập đế là pháp cần phải đoạn trừ, diệt đế là pháp cần phải tác thức, và đạo đế là pháp cần phải tu tập, hòa về tập bạc. Cho nên ở cái chân nhà nát, tức là ở cái phương diện thứ hai đó, tức là vì nó phải thắng tri về chức năng hay là cái hành sự của tứ đế. Khổ đế cần phải biết tri parinyaya, parinyayam. Phẩm đế cần phải được đoạn trừ và hạ tập bồ. Những đế cần phải được tác chứng. Rồi và hạ tập bồ được gọi là sát chi ta tập bồ. Và đạo đế cần phải tu tập gọi là pha vi tập bồ.
Đó là khía cạnh thứ hai. Cái khía cạnh thứ ba đó, gọi là thắng tri tứ đế, tức là cho đến khi nào mà vị ấy có trí tuệ biết rõ khổ thánh đế cần phải được biến đi, ta đã biến đi. Khổ tập thánh đế cần phải được đoạn trừ, ta đã đoạn trừ xong. Diệt đế cần phải được tắc chứng, ta đã chứng ngộ rồi. Và diệt đế cần phải được tu tập, ta đã tu tập viên mãn. Tức là phải biết rõ. Nếu mà có người nào đó, Đức Phật này tuyên bố rằng cho đến khi nào mà Như Lai chưa có giác ngộ tứ đế qua ba luân hồi hai kiếp, như thế này thì lúc đó Như Lai không có nhận mình là vị A La Hán chánh đẳng giác tối thượng ở đời. Như này có thể theo bởi vì rằng Như Lai đã giác ngộ bốn đế qua ba luân, tức là sát chân nha na, phi chân nha na và các tay nha na, 12 thể hay là 12 kiến, tức là chỉ cho ba luân nhân cho bốn đế thì cho 12 kiến. Nhưng khi nói đến khổ đế, đây là khổ đế. Khổ đế này cần biến chi? Khổ đế này ta đã biến chi? Như vậy khổ đế có ba, có ba khía cạnh. Tập đế, đây là tập đế, đây là tập đế là cần phải được đoạn trừ, và ta đã đoạn trừ rồi. Như vậy ba luân cửa 16 và 9 và 6 hai đế ba luân 16 còn diệt đế nha. Đây là diệt đế. Diệt đế này cần phải được tác chứng, ta đã tác chứng. Như vậy là diệt đế nó có ba luân. Cho nên chúng ta đã được chính chính thể. Rồi tập đế, đạo đế, đây là đạo đế. Đạo đế này cần phải được tu tập, ta đã tu tập viên mãn. Như vậy thì cái đế cuối cùng thì có ba luân nữa, là ra tới 12 luân. Này các tỳ kheo, cho đến khi nào Như Lai chưa có giác ngộ bốn đế qua ba luân 12 chuyển hay là 12 thể, tiến và đứng qua tầng ba luân Dasa Karam. Và Dasa Karam là 12 thể. Những chữ A Karam chúng ta dịch thể nó hay hơn, dịch thể nó hay hơn. Cái A Karam là một cái trạng thái, một cái tính chất hay là một cái biểu hiện. Ôi ba luân thì cho đến khi nào mà Như Lai chưa có giác ngộ tứ đế qua ba luân hồi thể thì khi ấy Như Lai không có tự nhận mình là đã chứng đắc được vô thượng chánh đẳng giác. Nhưng ở đây thì các vị theo ghi rằng Như Lai đã giác ngộ tứ đế qua ba luân hồi thể nên Như Lai được gọi là vị chánh đẳng giác.
Đó là chúng ta nói đến cái ý nghĩa của bốn đế. Chúng ta cần phải biết tận tường như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ biết tận tường như vậy thì do cái chi văn, chúng ta chưa thể nào biết thêm được cái đế. Bởi vì nếu mà chúng ta thấm tri được cái đế thì chúng ta đã đắc quả A-la-hán. Chỉ có Đức Phật và chư vị lậu tận mới thấm tri được cái đế mà thôi. Cho nên chữ thấm tri đó có nghĩa rất quan trọng. Còn tác chứng, những cái pháp cần phải tác chứng là đạo quả, nó cũng ví như là, cũng thí dụ như khi mà chúng ta đi học ở bên ngoài, một người có cái sở trường về cái môn đó, sở trường nhiều môn chẳng hạn, thì cái sở trường đó chúng ta ví dụ như là các pháp thống trị. Còn cái bằng cấp, cái thành quả mà người đó đã thi đậu và lấy được cái bằng cấp đó, thì cái này được gọi là pháp tác chứng. Hay ý nghĩa như thế thì đó là ý nghĩa của bài học hôm nay mà chúng tôi xin được giải thích qua cái bài học nói về bốn pháp cần người thống trị. Đến đây thì chúng tôi xin dứt lời và kính thỉnh trở lại điều học. Xin kính trở lại điều học. Sa thú kính thưa thầy tổ thầy siêu, bạch thưa thầy tổ thầy siêu, câu hỏi đầu tiên là khi Đức Phật ngài dạy về khổ đế, sự thật về khổ hay chúng ta gọi là khổ diệu đế đó, thì phải chăng ở trong đó ngài có cái hàm ý rằng đây là vấn đề cấp thiết cần giải quyết? Thí dụ như khi mình nói là mình có bệnh thì không phải mình nói về bệnh mình nghe suông, mà bệnh là một cái gì đó nó tạo ra những cái khổ ải cho mình mà mình phải chữa gấp, chữa sớm. Hay là mình nói nhà bị cháy thì nhà bị cháy không phải là một quan điểm, mà nhà bị cháy là một người là mình phải chữa, có đúng như vậy không? Hay tại vì nhiều người Phật tử cũng như không phải Phật tử quan điểm rằng đạo Phật nói đời là khổ thì chỉ là một quan điểm thôi, nhưng mà ở đó có cái nhu cầu cấp thiết cần phải giải quyết, có phải như vậy không? Xin kính thưa tội quan hệ trở lại. Ủa vô của thầy kính gặp chị Tâm. Khi mà chúng ta nói đến cái gọi là quan niệm về cuộc sống, quan niệm về cuộc sống, cái đó nó không phải là một chân lý. Tùy theo cách nhìn của mỗi người, của mỗi người, cách nhìn của mỗi người, có người họ thành đạt, họ hành thông trong cuộc sống, thành đạt trong cuộc sống, thì người đó quan niệm đời là vui, đời là hạnh phúc. Có người họ làm ăn thất bại, họ gặp cái sự xui rủi ở trong cuộc sống,
thất bại ở mặt này ở mặt khác. Cho nên đối với người đó, họ đối với họ thì quan niệm cuộc đời là đau khổ bi quan. Cả hai hạng người khi mà họ có sự quan niệm là không có ai là giác ngộ được, thắng tri được cái khổ cuộc đời, ngay cả cái người thứ hai là cái người mà quan niệm đời khổ, họ cũng không có thắng tri, không có thắng tri được. Còn trong khi đó, Đức Phật Ngài dạy về tứ đế, Ngài dạy về khổ đế, là điều này là do Ngài đã giác ngộ và hiểu được, và thấu đáo được ở cuộc đời này, dù muốn hay là không muốn nghĩ tới, thì cái sự già, sự bệnh, sự chết nó vẫn chi phối tất cả chúng sanh. Và tất cả chúng sanh ai cũng vậy, thương phải xa, ghét phải gần của mình, là đều là khổ cả. Thì như vậy đó, cái nhìn của Đức Phật về thế gian này, về chúng sanh này là khổ đế, và Ngài tuyên bố điều đó, Ngài có hàm ý để chúng ta cấp thiết cần phải giải quyết hơn là một khái niệm về cuộc sống. Có một bài kinh đó, Đức Phật này có ví dụ là các tỳ kheo có một người họ bị bắn trúng một mũi tên, độc, nằm hoàng hoại đau nhức. Khi đó thân nhân của người bị tên đó, mới rước mời một thầy thuốc, bác sĩ, y bác sĩ đến để rút cái mũi tên và chữa bệnh, chữa cái vết thương cho anh ta. Nhưng mà anh ta khoát tay, anh ta nói rằng, trước khi chữa cho tôi, hãy cho tôi biết mũi tên này từ đâu bắn tới, mũi tên được làm bằng loại nguyên liệu gì, bằng cây gỗ hay là bằng sắt thép hay bằng lông chim chẳng hạn. Và cái người bắn tôi đó là người nam hay nữ, mập hay ốm, trắng hay đen, vân vân. Này các thì theo các ngươi nghĩ sao? Người bị nạn đó nó sẽ như thế nào khi mà nó có những cái điều thắc mắc viễn vông như vậy, và Đức Thế Tôn nó sẽ chết trước khi nó được nghe trả lời thỏa mãn cái vấn đề là thắc mắc. Qua cái Phật ngôn này, cái ví dụ này để cho chúng ta thấy Đức Phật luôn luôn bài dạy về khổ, là Ngài có hàm ý báo cho chúng ta biết đó là một điều cấp thiết cần phải giải quyết, chứ Ngài không có đưa ra một cái chủ thuyết như là một quan niệm về cuộc sống. Đức Phật này không có như là một quan niệm về cuộc sống để trình làng, để cho biết rằng tôn giáo của ta quan niệm về cuộc sống như thế này không phải. Đức Phật này không có, Ngài không có ở không đâu mà đi làm cái chuyện đó, so đo với hội chúng để làm cái gì, các hội chúng khác để làm cái gì. Vả chăng cũng trong chung một kinh, Đức Phật này có dạy: này các tỳ kheo, xưa và nay Như Lai chỉ trình bày hai điều
là sự khổ và sự diệt khổ. Và chính trên bài hai điều thôi, sự khổ và sự diệt khổ. Cái đó là cái điều cấp thiết mà các trí ở đời cần phải ý. Khi Ngài trình bày về sự khổ đó, là Ngài đã nói lên cái chân lý về cái sự khổ mà chúng sanh phải chịu đựng. Tất nhiên, khi nói đến cái sự khổ không phải là Ngài bỏ ngỏ, mà Ngài còn tuyên bố về cái nhân sanh khổ đó, tức là tập đế. Ngài trình bày về sự diệt khổ, không phải Ngài cho người ta ăn cái bánh vẽ, không phải là Ngài hứa hẹn với người ta ở một cái kiếp xa xôi nào đó, hoặc là Ngài hứa hẹn sẽ cứu rỗi cho chúng sanh, Ngài không có hứa hẹn. Mà khi mà Ngài trình bày về sự diệt khổ rồi, thì Ngài trình bày về cái con đường thực hành để sự diệt khổ đó, tức là bát chánh đạo. Và khi Ngài dạy về bát chánh đạo, Ngài có tuyên bố rằng Akhaparu Tathagata Tumhihi Phi Chân Ai Phong Bằng, Như Lai là bị chỉ đường, chỉ bài, giáo pháp. Các ngươi cần phải nỗ lực, tức là tự các ngươi phải nỗ lực. Chúng ta phải tự thắp đuốc mà đi, tự nỗ lực mà đi, chứ chúng ta không thể nào chúng ta chờ đợi sự cứu độ. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn là tuyên bố cái điều gì, thì cái điều đó do kinh nghiệm bản thân của Ngài, và Ngài kêu gọi mọi người cần phải nỗ lực tu tập như vậy, chớ Ngài không có đưa ra một cái vấn đề gì như là một cái quan niệm. Ngài không có đưa ra như là một cái quan niệm, và Ngài cũng không dạy đệ tử của Ngài đối với cuộc sống phải quan niệm như thế này như thế nọ, không. Hiểu là hiểu, thấu triệt là thấu triệt bằng cái trí tuệ, và cần phải vượt thoát khỏi cái dòng lẫn quẩn đó, chỉ có bấy nhiêu thôi, chứ không có ngồi ở đó đưa ra một cái quan niệm. Đạo Phật không có chấp nhận một người đệ tử không chịu làm gì cả, chỉ ngồi đó suy diễn, suy niệm, quan niệm một cách viễn vông được. Nghĩa là đang ở trong cái căn nhà bị cháy, cái việc nên làm là cấp bách bình tĩnh và cấp bách tìm một cái lối thoát. Nhớ được cái cửa trước, cửa sau, hoặc là thấy được cái chỗ nào ít có lửa thì chịu khó nghĩ bổ ra ở chỗ đó để thoát thân, chứ không có thể ngồi đó mà diễn dòng, ngồi đó mà suy nghĩ diễn dòng. Cho nên Đức Phật này đưa lên cái sự khổ ở đời đó là Ngài trình bày cho thấy cái điều cần phải cấp thiết thoát ra, chứ Ngài không có, Ngài không có thuyết về khổ đế như là cái quan niệm về cuộc đời của Đạo Phật. Quan niệm chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua câu thổ lượng số 1. Chúng tôi dẫn đỡ về điều rất là quan hỷ giờ này có để phát tính vào rất quan hỷ thì được giúp dùm cho chúng tôi thêm một vài câu hỏi trả lời cho thầy giáo để bản điều học của mình. Sa thú kính đức thưa tổ thầy siêu, đại đức pháp tính, đại đức pháp tính có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu được kính thỉnh đại đức pháp tính giúp trả lời cho câu thảo luận tiếp theo, câu thảo luận số 2. Một lần nữa xin được hỏi đại đức pháp tính có nghe được không?
Nếu đệ tử Pháp Tính đang có mặt ở trước máy và nghe được kính thỉnh đệ tử Pháp Tính Hoan Hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Ồ dạ, thấy thì tòa thiệu siêu đưa tay. Mà thì tòa thiệu siêu thông thường đó là người ta nói đến ái dục á, thì họ nói đến là tình cảm giữa con người với con người, như là nam với nữ, hay là vợ với chồng, hay là mẹ với con, hay là cha với con chẳng hạn. Ví dụ ta nói tu là cội phúc, tình là diêu hoa quang chẳng hạn, ái là tình. Nhưng mà cái chữ ái mà nguyên nhân sanh khổ thì phải chăng là nó cái nghĩa nó rộng hơn là cái chữ tình, nó hiểu rộng hơn là cái sự ái luyến giữa con người với con người, phải như vậy không? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Hoan Hỷ trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch Chư Tôn Đức Tối Thượng, Đức Phật tử. Những ái dục trong tâm hà mà được Đức Phật Ngài nói đến ở phần tập đế, tức là dùng ái hữu ái phi hữu ái. Cái dùng ái đó chính là một nguyên nhân sanh phi sinh khổ, thì cái dùng ái này phải hiểu rộng hơn, chứ không phải là ái dục là sự liếu giữa người này và người kia, giữa người nam và người nữ. Thường thì chúng ta khi nói đến ái dục, chúng ta có cái quan niệm trai gái yêu nhau và thích đến với nhau, như vậy người được gọi là người có ái dục. Nhưng mà ở đây chúng ta nên hiểu rằng chữ dục là chỉ cho nằm cái đối tượng của ngũ giác quan, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Và cảnh khí trong trường hợp này là đối tượng cho ái, thì cái đó chúng ta gọi là hương, là mùi thơm, sắc sắc đẹp tiếng hay, mùi thơm vị ngon sức lạ. Thì khi một người mà họ có cái sự dính mắc, có cái sự tham muốn ở trong sắc thinh hương vị xúc, hay chúng ta nói một cách thưởng thức, thì người mà có cái sự dính mắc đam mê ở trong cái vật chất, tiền tài, danh vọng, địa vị, hay là bất cứ một cái thứ gì ở trong đời này mà thuộc về vật chất, mà là con người đó đam mê, thì tất cả đều được gọi là ái dục, đều gọi là ái dục hay dục ái, kama tanha. Chứ không phải chỉ có là sự luyến ái giữa người và người, giữa người nam và người nữ, không phải vậy. Bởi vì nếu là cái sự luyến ái giữa nam và nữ thì nói như vậy nó còn có cái sự hạn cuộc. Còn ở đây khi mà ngày đến
dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Ba ái này chính là nhân tố để tạo nên sự khổ và dẫn đến sự tái sanh ở trong tương lai. Thì trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là cái sự tham luyến ở trong năm cảnh trần, năm cảnh dục, cái đó gọi chung là ái dục. Cho nên chữ ái dục ở trong kinh điển, trong kinh điển cái thuật ngữ Phật học này, cái danh từ Phật học này, chúng ta phải hiểu rộng hơn. Là cái từ ái dục mà người ta dùng trong cái đời thử thức ở bên ngoài. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị câu thảo luận thứ ba mà Thượng Tọa Giải Tán Quỳnh nêu trong buổi hôm nay. Sa thú ký trưng Thượng Tọa Thiếu Siêu. Bạch Thượng Tọa Thiếu Siêu, thông thường có nhiều khi chúng ta từ chối không nói về Niết Bàn. Chúng ta nghĩ rằng Niết Bàn là nằm ngoài cái sự hiểu biết. Bây giờ mình lo tu đi, lo làm tốt đi, còn Niết Bàn là tính sau. Nhưng mà rõ ràng trong bốn pháp thắng tri này đó, thì Tôn Giả Sách Lợi Phật dạy, nhắc lại ở đây lời Đức Phật dạy, thì trong đó chúng ta thấy rằng cả tứ đế đều cần được thắng tri hết. Thì Thượng Tọa Tề Siêu có nghĩ rằng ngay trong đời sống hiện tại của chúng ta, Niết Bàn cũng cần được hiểu ở một cái mức độ nhất định nào đó, có phải như vậy không? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu quan hệ trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch Thiền Tổ Đức, kính thưa quý Phật tử, Niết bàn cần được, Niết bàn hay tập diệt đến cần được thân tri. Ông em khi nói đến muốn đến cần được thân tri, tức là có cái sự giác ngộ, cần phải được giác ngộ. Khi mà thắng tri được bốn đế thì mới chứng được, mới tác chứng được quả vị A La Hán hay là quả vị chánh đẳng giác, quả vị đẳng giác. Nếu mà chưa thắng tri được bốn đế thì không thể. Do đó Ngài sẽ là Phật, khi mà Ngài nói với bốn pháp cần phải thắng tứ đế lý do. Còn cái vấn đề là Niết Bàn cũng cần hay là không cần được hiểu trong mức độ nào đó, cũng cần hay không cần được chặt. Ở đây những thứ gì đối với cuộc sống phàm phu chúng ta, nếu như vì để thôi thúc chí nguyện giải thoát thì chúng ta cần phải hiểu rõ Niết Bàn là một trạng thái chấm dứt sự khổ để có cái sự hoài bão hướng đến. Nhưng mà cái đó chúng ta phải hiểu đúng. Còn nếu như một người mà họ nói rằng bây giờ mình chỉ lo tu tập cho đúng, không cần phải hiểu nhất Niết Bàn
tìm hiểu cái bản chất làm cái gì, thì cái đó họ cũng đúng. Bởi vì Đức Phật có dạy ở trong bài kinh Phu Vi Chát số 8, kinh Phụ Di, cũng trong bộ kinh Đức Phật này có dạy, ví như theo một người và họ có cái sự mong muốn lấy được dầu mè hay là dầu phộng để dùng để uống, với cái sự ước muốn đó, nhưng mà người này họ không có biết cách ép để lấy dầu, họ chỉ nhặt những cái hạt sỏi nhỏ hay là những hạt cát to rồi họ bỏ vào khối và ép. Thì này có được theo người đó với cái công thức làm như vậy có lấy được dầu hay không, thì người đó làm sai phương pháp. Đức Phật nói cũng vậy, dầu người đó có ước muốn nhưng mà người đó tu tập không đúng pháp, không đúng phương cách thì cũng không có đạt. Ngược lại một cái tỳ kheo, khi một người mà họ làm đúng cái phương pháp ép dầu, cái phương cách ép dầu là họ dùng mè hoặc là đậu phộng, sau khi phơi khô bóc vỏ cho sạch sẽ rồi họ để vào có ép và họ ra sức ép, thì như vậy người này do làm đúng phương pháp nên người đó sẽ có dầu. Thì cho dù người đó có ước muốn đắc niết bàn hay không, người đó vẫn đắc, tại vì người này đã làm đúng cái phương pháp tu tập về bát chánh đạo. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu, nếu đến một vị thánh, một người mà để trở thành bậc thánh thì vị đó phải thắng tri cả bốn đế, tức là thắng tri thì khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, phải thắng tri đủ cả bốn. Nhưng mà nói vừa đang trong cái quá trình tu tập như chúng ta đây, chúng ta không có khả năng để chúng ta thắng tri được bốn đế. Nhưng mà khi nói đến đạo đế, nói đến diệt đế đó, thì chúng ta có nên biết rõ vì diệt đế hay không? Nói rằng chúng ta biết cũng được, không biết cũng được. Nhưng vì sao chúng ta có cái sự thực hành chân chính, thực hành đúng pháp, và chúng ta có cái mục đích đúng đắn thôi. Tuy vậy, muốn biết được cái, muốn có được cái mục đích đúng đắn thì người này cũng phải hiểu được thế nào gọi là niết bàn. Đây là những vấn đề mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị và cái cơ hội của thành viên đó. Xin quý vị có thể gọi Đại Đức Phật, liên lạc Đại Đức Phật Tính giùm chúng tôi chụp này. Khi Đại Đức Phật Tính có mặt ở trong, có nickname ở trong Zoom mà không có mặt là như vậy rất là phiền. Rất là hoan hỷ. Giờ Đại Đức ngồi ở trước để Đức trả lời cái câu hỏi tiếp được. Xin thỉnh thượng đội Nhật Đảng trở lại. Sa thú kính được thưa tội thừa sư, thỉnh thưa tội thừa sư đi nghỉ. Đại Đức Phật Tính, thông thường khi mà chúng ta đang nghe có nhiều người nói con đường tu tâm học với định tuệ đó là cái phương pháp xuất gia, là đời sống xuất gia mới có giới định tuệ được. Nhưng mà khi mà chúng ta nói giới định tuệ đồng nghĩa là bát chánh đạo, và phải chăng bát pháp bát chánh đạo thì dù là người xuất gia hay tại gia đều thi tu tập, có đúng như vậy không?
Thì Đại Đức Pháp Tính có nghĩ rằng giới định tuệ có hẳn là một cái phương pháp tu tập chỉ dành riêng cho người xuất gia. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Nam mô Bụt Thầy á, con xin thành kính bỉnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Dạ, hồi nãy con giảng ở bên rừng Pháp Cú, con thấy sư phụ có ghé vào rừng tí xíu rồi sư phụ đi ra. Con biết là một chút là phải chạy vô lớp học Bút Thác Thăng Má rồi. Nhưng mà do con vừa giảng xong, sư trưởng kêu lên có công việc, sư trưởng nó ngồi chơi với sư trưởng. Thành ra con ráng lắm, con mới canh sư trưởng vừa dứt câu chuyện rồi con chạy xuống phòng trở lại liền đó. Và chạy xuống phòng trở lại liền đó thì quá trời số điện thoại, đủ thứ chuyện ở trong cái điện thoại hết. Dạ, con biết cái trách nhiệm của mình rồi. Dạ, bây giờ thì qua câu thảo luận số 4 thượng tọa vừa nêu lên, thì đối với tam học giới định tuệ, đôi khi được hiểu là cái phương thức học tập của người xuất gia, cách hiểu đó có chính xác hay không? Dạ. Thì thật ra đó, cũng giống như là cái điều này ấy, cũng giống như là có những người người ta hỏi cái phương pháp thiền ấy, là dành cho cái người xuất gia hoặc là các vị hòa thượng có phải không? Thì kính thưa quý vị, đối với tam học giới định tuệ, hãy mà ai mà chưa chấm dứt đau khổ hoặc là cái phương pháp hành thiền cũng vậy, ai mà chưa có chấm dứt đau khổ, chưa có đoạn trừ được lậu hoặc, thì coi như là người đó còn phải hành theo giới định tuệ hay là tu tập theo bát thánh đạo. Thành ra đó, đối với cái điều này á, là quý vị thấy rằng là không không có ngoại trừ ai, không có trừ ra ai hết đó, chỉ trừ những bậc thánh nhân thôi. Những bậc thánh nhân thì coi như là cái đối với cái bát thánh đạo là các ngài vẫn vẫn hành theo, nhưng mà hành theo không phải là giống như mình, không phải là để mà đoạn trừ. Các ngài như vậy đó, các ngài vẫn sống có cái sự chánh kiến, suy nghĩ chân chánh đàng hoàng, chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, các ngài đều có chánh hết, nhưng mà không phải là đang tu tập, nhưng mà do một cái bậc trí là phải như vậy nó. Còn đối với chúng ta đó, đối với chúng ta là coi như là chúng ta xuất gia, thì cái người xuất gia đó, thì cần phải có cái sự tu tập rốt ráo, rồi cái người cư sĩ đó, cũng cần phải có cái sự tu tập. Ví dụ như người cư sĩ cũng phải có những lời nói chân chánh, cũng phải nghề nghiệp chân chánh, cũng phải nuôi mạng chân chánh, đó là nằm ở trong cái giới nó. Rồi cái người cư sĩ cũng phải có cái tri kiến chân chánh, cũng phải có cái sự suy nghĩ chân chánh, thì rồi cũng không phải có cái niệm, cũng phải có cái chánh niệm đàng hoàng, chánh tinh tấn, chánh niệm đàng hoàng, chánh định đàng hoàng, chứ không phải là cái pháp môn này chỉ dành cho một cái bậc xuất gia đó. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy rằng đó, nếu mà chúng ta là cái người cư sĩ mà chúng ta không nuôi mạng chân chánh, hoặc là chúng ta không có những cái lời nói chân chánh đó, ai đâu mà tín nhiệm mình đó. Là nói về cái cơ bản, cái bình thường thôi, cái bình thường thôi. Mà nếu mà mình không có nhớ, không có định, không có tuệ, thì coi như là làm sao mà mình ngăn trừ được phiền não, hoặc là những cái lo âu, hoặc là nói những cái ác pháp, chúng ta không thể nào mà chúng ta ngăn trừ được. Phải nói là giới định và tuệ là coi như là cái phương pháp
là cái phương pháp để mà mình hành theo, để mà đoạn trừ hoặc là xa lìa phiền não một cách rất là hiệu nghiệm, một cách rất là hiệu nghiệm. Bây giờ nếu mà chúng ta, con người của chúng ta mà có những cái suy nghĩ chân chánh, hiểu biết chân chánh, thì nó sẽ tác động đến cái lời nói, cái lời nói của mình, hoặc là ở trong cái giới phần giới gọi là chúng ta có cái giới, có cái giữ gìn cái khẩu nghiệp một cách thanh tịnh đó. Thành ra nó đối với giới định tuệ là cái gì, mình nghe nó mà mình tưởng là cái phương pháp, cái pháp môn dành cho người tu để mà hành trì theo, chứ thật sự ra đối với tất cả chúng sanh ai cũng phải hành trì theo cái pháp này hết. Vì vậy mà cái người nào mà nói rằng cái bát chánh đạo này mà để dành cho người tu không á, là coi như là nói như vậy không đúng, không có đúng với sự thật. Mà nếu mà thậm chí khi mà phân tích ra đó, là tại sao người ta nói vậy, là tại vì người ta không biết, người ta không biết giới là cái gì trong đó, hoặc là người ta không biết công năng của giới, công năng của giới đến chi, để ngăn ngừa, ngăn ngừa những cái tội lỗi, ngăn ngừa những cái phiền não là thuộc về cái phần thô. Rồi bây giờ cái tâm của mình, tại sao mà mình có sân hận, có tham lam, hoặc là có hôn thị, hoặc là cái tâm của mình là tại sao mình nó có hoài nghi, nó có chảo hối đồ này kia, là do cái phương pháp thiền định mình không có, là nó thuộc về cái phiền não chung, cái phiền não chung mình không có những cái phương pháp này. Thành ra đó, cái tâm của chúng ta nó bị nhục dục cái, hoặc là bị sân độc cái, nó bị những cái điều này nó cản trở ở trong tâm mình đó. Thành ra đó, mình phải hành theo định, những cái phương pháp nào mà làm cho tâm của mình được an tịnh, được định tĩnh, thì coi như là mình phải hành theo. Rồi đối với tuệ có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà chúng ta thấy rằng đối với cái định tâm á, khi mà mình không còn tập trung tư tưởng trên một cái đề mục, thì coi như là lúc đó phiền não nó xen kẽ vô, phiền não nó xen kẽ vô. Vậy thì phiền não này á, là được đoạn trừ là khi nào? Khi chúng ta có trí tuệ, chúng ta có chánh kiến, chánh tư duy, thì lúc đó thấy rõ cái nhân này nè, do cái nguyên nhân này mà nó làm cho mình đau khổ nè, là mình thấy được, thấy được cái nhân đó bằng cái trí của mình, bằng cái trí của mình. Thành ra đó, do cái trí tuệ mới đoạn trừ được những cái phiền não, thì lúc đó chúng ta mới chấm dứt được cái tất cả cái sự khổ. Mà cái trí tuệ này nó sanh lên đó, thì nó được hỗ trợ bằng cái gì? Bằng cái sự định tâm. Chứ nếu mà chúng ta không có định tâm, chúng ta không có cái sự yên lặng, chúng tôi tạm thời là nói là yên lặng, chứ nếu mình nói một cách đúng ra là cận định, mình không có những cái tâm cận định này, thì trí tuệ nó không có sanh lên được, hoặc là an chỉ định, có nghĩa là cái tâm mình định tĩnh đó. Mà đối với định mà mình muốn có được cái tâm định tĩnh đó, thì mình phải có giới, nó mới không làm cho mình bị hối tiếc, bị hối hận, hoặc là bị cái sự lo âu đó. Thành ra nó mới dẫn đến cái tâm định tĩnh đó. Thì quý vị thấy rằng đối với tất cả bậc xuất gia hay là người tại gia, người nào còn bị phiền não nó quấy nhiễu, còn phiền não ngủ ngầm, phiền não trung, phiền não thô, thì chúng ta đều phải thực hành giới định tuệ, hay là thực hành là bát chánh đạo. Còn nếu mà chúng ta nói, chỉ nói là cái chỉ có bậc xuất gia mới hành thôi, thì cái điều đó nó không có đúng, nó không có đúng. Tại vì cái điều này, cái phương pháp này là để chung cho tất cả những ai còn phiền não, thành ra không có phân biệt xuất gia hay là tại gia thôi. Đó, đây là những cái ý con xin được đóng góp vào cái câu thảo luận số 4 mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giải. Sa thú kính trình đại chúng Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay
chỉ có thưa tôi thưa siêu để đi pháp tính và chúng tôi rung rung thôi. Thực ra thì chùa đang bị cúp điện, do đó chúng tôi vào thao thoát bằng điện thoại của đại lý viễn thông thì không có vào được. Chúng tôi xin được tiếp theo tiếp lời của đại lý pháp tính với một vài trình bày về giáo lý tứ diệu đế. Thưa quý vị, trên phương diện pháp và học đó, thì tứ đế được xem là cái sườn của giáo pháp. Đức Phật ngài đã dạy trong rất là nhiều lần, bài kinh đầu tiên của ngài và pháp đầu tiên kinh chuyển pháp luân ngài cũng dạy về tứ đế. Và như chúng tôi có trình bày trong kinh tưởng thức dụ ở trong trung bộ kinh đó, thì tôn giả Xá Lợi Phất cũng đề cập là những giáo lý của Đức Phật đều nằm ở trong cái phạm trù của tứ đế, tức là ngay cả chính Đức Phật ngài cũng nói rõ là ngài chỉ dạy về sự khổ và sự diệt khổ. Ở đây cái phương diện pháp hành thì tứ đế nằm ở trong pháp quán niệm xứ, có nghĩa là một người hành thiền đó có thể quán chiếu tứ đế qua thân tâm của mình. Và thưa quý vị, nãy giờ chúng ta nghe Chư Tăng trình bày nhiều về giáo lý tứ đế trên phương diện tổng quan, bây giờ chúng ta nói đến trên phương diện pháp hành đó, thì chúng ta hiểu khổ đế, chữ dukkha. Dukkha là cái gì? Mình khó chịu đựng. Khó chịu đựng có nghĩa là mình không thể để yên được, mình không thể ngồi yên được. Ví dụ như là một người mà bị kiến cắn thì đâu thể ngồi yên được. Hay là chúng ta không quen trời nóng, mà bây giờ trời nóng được thì chúng ta đâu có ngồi yên được. Hay hoặc giả là mình thường ngồi ở trên chỗ êm ái, bây giờ ngồi chỗ nó cứng, mình không ngồi yên được. Thì chúng ta nên hiểu rằng cuộc sống này nó luôn luôn có những cái chi phối. Những chi phối này khiến cho chúng ta không có thoải mái, và một hành giả cần chuẩn bị tâm tư với điều đó. Chúng tôi nhớ là kinh Trường Thiền, những vị thiền sư, các vị có dạy một cái bí quyết là cái khổ thọ đó nó có hai. Một cái khổ thọ do mình lựa chọn, do người tu tập lựa chọn, và một cái khổ là nó tự đó nó đến. Thí dụ như là một cái vị sư mà đi khất thực, đi khất thực vào trong làng thì là đi chân không. Đi chân không thì đôi khi nó bị chai chân hay là bị nứt chân, thì mình hiểu rằng đó là cái sự khổ do mình lựa chọn. Và đôi khi trong trong kinh niệm xứ có nhiều vị họ dịch là cái khổ thuộc vật chất và khổ không thuộc vật chất, nhưng mà kỳ thực là chúng ta nói cái khổ do chúng ta bị động, và cái khổ là do sự lựa chọn. Lựa chọn ở đây là do người xuất gia. Thì cái kinh nghiệm của một người tu tập đó là cái khổ do mình lựa chọn đó, nếu mà mình được hướng dẫn và mình hiểu biết đầy đủ đó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta lấn át đi cái khổ mà bị động. Chúng tôi lấy ví dụ là mình chọn đời sống một mình, chọn đi đầu đà ở trong rừng, thì ở trong cái sự lựa chọn đó, đó khi mà mình cô đơn thì mình không có tủi thân. Tại vì sao? Mình lựa chọn mà. Mình muốn đi tu, mình muốn vào trong rừng ở một mình muốn hành thiền tại mình ở một mình. Thành ra khi mà mình sống một mình không cảm thấy cái khổ như một người cô đơn. Có nhiều người sống rồi bạn bè con cái không đến thăm viếng, tự nhiên mà cảm thấy buồn rồi cảm thấy tủi. Cái buồn cái tủi đó là cái khổ bị động. Dạ, cũng cô đơn vậy, nhưng cái cô đơn bị động và sự cô đơn sự lựa chọn. Thành ra một cái bí quyết của người tu tập đó là mình biết rằng có những cái khổ mà là do mình lựa chọn vì mình tu tập. Ngay cả như là một người không ăn buổi chiều, hay là một người thọ bát quan trai giới buổi chiều đói bụng, nhưng cái sự đói bụng đó không phải là vì mình nghèo, mình khổ, mình không có đoạn, mà cái khổ đó là do mình lựa chọn, nó có khác hơn là cái khổ mà mình bị bắt buộc. Và khi một vị mà hiểu được điều này đó, thì mình sẽ đặt
mình vào trong cái tình trạng đó là mình chủ động đời sống nhiều hơn, mình lựa chọn một cái sự hạn chế nhiều hơn trong cuộc sống. Chúng tôi nhớ ngài Kim Triệu, ngài có một cái một lần ngài nói chuyện trong một khóa thiền mà chúng tôi được tham dự đó, ngài nói rằng là mình luôn luôn mình chạy trốn đối với cái mỏi chân, cái tê chân, mình cứ chạy trốn bằng cách là mình đi đi mình chán rồi mình đứng đứng rồi ngồi rồi nằm. Cái sự thay đổi đi đứng, những cái tư thế đi đứng nằm ngồi, thật ra nó sẽ chạy trốn sự khổ. Thật ra khi một hành giả tu tập đó thì mình cố gắng để mà mình ráng một chút là mình chịu đựng. Thay vì mình đang ngồi cảm thấy tê, mình muốn đứng dậy thì mình cứ làm ngơ đó, mình nói chịu thêm chút nữa không chết, chịu thêm chút nữa không sao. Và cái cố gắng chịu thêm chút nữa đó là một một cái khổ thọ mà do mình lựa chọn. Và cái khổ thọ lo do tự động nó có tất cả là chủ động hơn. Quý vị thấy rằng hễ mình càng chủ động với cái khổ thọ của mình thì mình có đủ sự kiên nhẫn, mình tập kiên nhẫn mình chịu đựng hơn là cái khổ đó mình từ chối, mình giãy nảy nhưng mà nó vẫn đến và rất là khó chịu. Bây giờ chúng ta nói đến một cái trạng thái khác, như đó là trạng thái của tập đế. Tập đế chữ tanh ha, quý vị nên phân biệt đó, cái chữ dục ái và chữ ái dục. Cái ái dục đó là một chữ tanh ha thường dịch là chung. Còn dục ái, hữu ái, vô hữu ái, hay dục ái, sắc ái, vô sắc ái đó, thì cái chữ dục ái đó là đặc biệt là sự ham muốn đối với năm cảnh dục. Thành ra nên cẩn thận với chữ dục ái và ái dục. Ở trong Kinh Đức Phật học thì hai cái từ này rất là khác với nhau. Cái ái dục là nói chung, còn dục ái thì là một ở trong ba cái ái dục. Thế thì thưa quý vị, khi mà chúng ta nói về ái đó, ở đây chữ tanh ha có lẽ cái chữ mình dịch gần nhất có chữ tanh ha đó, chữ khác ái. Khác ái tức là cái gì đó mà nó muốn mà không giờ thỏa mãn được. Chúng ta hiểu cái chữ tanh ha, chữ khác ái nó giống như là một người ngứa. Ngứa thì chúng ta cần gãi, nhưng mà gãi không có nghĩa là chúng ta hết ngứa. Có nhiều khi cái người bệnh 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 diễn ngoài da hay bệnh gì đó, bị con gì cắn nó cứ ngứa hoài và mình cái ráng mình gãi hoài, càng gãi nó mình thấy nó đã ngứa nhưng thật sự nó vẫn ngứa. Hay là nhiều khi mình ăn ăn mặn rồi khát nước, ăn mặn khát nước, mình uống nước thì nó có thấy nó là đã khát nhưng mà thật sự thường mình uống nước muối, uống nước mặn thì nó không đã khát được. Mà đôi khi mình uống nước no cái bụng mình nó không hết khát được, tại vì cái bản chất của nó là khác. Thì đối với chúng ta đó, cho dù là chúng ta có cái sự khao khát của đời sống, nhưng mà mình phải hiểu rằng với một cái người mà có hiểu Phật pháp thì chúng ta ý thức rằng cái sự khao khát đó có dù có được thỏa mãn gì nữa thì nó không hết khát được. Ví dụ như mình thích quần áo đẹp, mình thích có chiếc xe đẹp, hay là mình thích cái gì đó mà mình nghĩ rằng mình mua cái đó, mình có được cái đó là mình sẽ thỏa mãn, mình không còn khao khát nữa, thì đó là tự mình thấy chính mình. Con người mình luôn luôn gạt lấy là hễ mình ngứa thì mình gãi, hễ mình muốn cái gì đó thì mình muốn được cái đó. Nhưng mà khi mà Đức Phật giác ngộ với cội Bồ Đề đó, ngài nhận ra được một điều là tanh ha là sự khác ái đó chính là người tạo ra tất cả mọi thứ, và là cái động lực là sao tạo ra. Và cái khác ái đó chỉ có cái làm việc khác ái chứ mình không thể thỏa mãn khác ái, và khác ái không thể thỏa mãn được. Giống như là mình nói bệnh 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 ngứa thì mình phải uống thuốc, mình phải xịt thuốc cái gì để cho nó hết ngứa, chứ gọi là mình gãi gọi là hết ngứa thì thật ra rất là khó, không không thể gãi không hết ngứa được. Bây giờ chúng ta nói đến sự diệt khổ, con đường sự sự diệt khổ, tức là một cái gì rất là đối lập với sự khổ. Và đối lập sự khổ là sự diệt khổ. Cái này chúng ta cũng có thể hiểu được một phần nào đó qua cái nhìn ở trong đời sống của mình, và một cái vị mà tu tập tứ niệm xứ có thể nhìn thấy điều này rất là rõ. Đôi khi mình giận ai đó, hay là mình quá muốn cái gì đó, hoặc giả là mình có cái nhu cầu gì đó, ban đầu thì mình không thấy gì nhưng mà tu tập một thời gian rồi thì mình thấy rằng những cái nhu cầu đó, những cái ham muốn đó, nó là
một cái gì đó làm cho mình khổ thôi. Và bây giờ mình không còn có nữa thì mình bớt khổ và hết khổ. Như chúng tôi kể với viện câu chuyện đó, là có một vị rất là ghiền thuốc, vào trong chùa thì gặp thiền trường thiền thì không giống thuốc và khổ sở hết sức. Nhưng rồi một ngày nào đó tự nhiên vị đó bỏ được thuốc, bỏ được thuốc. Thì vị này thấy nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng, cảm thấy rất là hạnh phúc. Hạnh phúc ở chỗ đó là trước kia mình không có thuốc lá thì mình cảm thấy không còn cảm thấy thèm nó chi phối nữa. Thì thưa quý vị, mình nhận ra được một điều rằng mình cảm thấy rất là tự do, rất là thoải mái. Cái đó nó được xem như là cái sự diệt khổ. Hay hoặc giả là mình thiếu nợ, mình trả hết tiền nợ. Hay là hoặc giả là mình có cái gánh nặng, và cái gánh nặng mà mình đeo mang, bây giờ mình được đặt xuống, mình cảm thấy rằng thật là hạnh phúc quá, thật sự là thoải mái quá. Thì những điều đó nên được xem là một cái gợi ý, gợi ý cho chúng ta thấy rằng thế nào là giá trị của sự giải thoát, thế nào là cái giá trị của sự diệt khổ. Và không phải khi mà mình đắc đạo chứng quả đó thì mình mới cảm nhận được điều đó, mà ngay trong đời sống hàng ngày mình có rất là nhiều trường hợp mình có thể cảm nhận cái khổ, nhất là khi tâm của mình nó bị ràng buộc, nó bị cột trói với cái gì. Chúng tôi có một lần nói chuyện với một người Phật tử. Vị này làm việc ở trong một cái tổ chức cộng đồng, và ở trong đó nó có nhiều cái rối rắm, nó có nhiều cái phiền não, nó có nhiều cái, nhưng mà vị này không thể rời được tại vì cái trách nhiệm, và nó cũng vài ba năm như vậy, cực khổ lắm. Cho đến một ngày kia, nó do một cái duyên gì đó mà vị này có thể bỏ được điều đó để rời nhà đi đến một nơi khác. Thì vị này đó gọi điện thoại, chúng tôi mới thấy rằng buổi sáng thức dậy mà không phải bận tâm với những cái chuyện mà người này nói qua kẻ kia nói lại, chuyện phiền hà, chuyện không ra. Buổi sáng thức dậy trong lòng rất thanh thản. Thì bây giờ vị này nó cảm tưởng giống như là mình hiểu được phần nào thế nào là sự giải thoát. Giải thoát là gì? Giải thoát là dứt khổ. Giải thoát là gì? Là cắt đứt những sự dây trói. Giải thoát là gì? Giải thoát là không còn bị ngụp lặn ở trong cái biển trầm luân nữa. Thì mình hiểu được cái trạng thái đó bằng cái của đời sống. Hay là chúng tôi nhớ cũng có một vị có cái tâm phiền não hận thù với một người nào đó, mà cái tâm phiền não hận thù đó vị đó nghĩ rằng người đó họ đã giật nợ mình, người đó đã làm khổ mình, mà đời này mình nếu mà mình không đòi đời sau mình phải đòi. Nhưng mà có lần vị đó đi chùa, vị đó nghe pháp và vị đó nhận thấy rằng bây giờ mình giận người đó, mình quan trái với người đó, thì một là mình khổ đời này, hai là mình gặp người đời sau lại có những cái gọi là ác nghiệp tạo tiếp tục. Thì thôi thì mình nghĩ rằng hồi kiếp trước mình giật của người ta, kiếp này là giật của mình. Và vị này nó rũ bỏ được cái hận thù đó, thì trong lòng cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến nỗi mà vị đó nói là không biết là một vị đắc đạo chứng quả đoạn tận các phiền não hạnh phúc như thế nào. Nhưng bây giờ con không còn hận thù với người quỵt nợ, quỵt hụi con, bỏ hụi con nữa. Thì cảm thấy trong phòng lòng rất là an lạc, rất là hạnh phúc. Cái đó nó cũng là một cái gợi ý rất là tốt cho đời sống của chúng ta. Hay hoặc giả là có nhiều khi thưa quý vị, chúng ta bị nhức răng, cái răng nhức hết sức ra ngoài, gia sĩ họ nhổ răng đó, hay là họ lấy mạch máu ra, khi mình rời phòng gia sĩ nó bị tê chút xíu, nhưng về nhà nó không còn ế, còn đau nữa, mà cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì cái đó chúng ta được hiểu là một cái trạng thái giải thoát. Và những trạng thái giải thoát như vậy nên là một công án, nên là một cái đề tài để tư lương. Bởi vì nếu chúng ta không có nghĩ như vậy, ở trong đời sống của chúng ta, thưa quý vị, mình bị cột trói mà mình không biết mình cột trói. Mình bị khổ mà mình không biết mình bị khổ. Mình bị nô lệ cho các ái mà mình không biết nô lệ cho các ái. Những cái sự quán tưởng này ngay trên đời sống hiện tại, hàng ngày của chúng ta có thể học và chúng ta cũng có thể cảm nhận được. Và cái pháp sau cùng mà phải thắng tri đó là
mình hiểu để giải quyết vấn đề khác ái không đơn giản là một quan niệm. Bây giờ tất cả chúng ta có thể lên án ái dục, nhưng mà lên án ái dục nó không đủ, và nó không đủ để chúng ta diệt trừ ái dục đâu. Cái đó cần phải có một cái sự tu tập qua con đường giới định tuệ. Và cái con đường mà gỡ chúng ta ra khỏi cái ảnh hưởng của ái dục đó, nó đòi hỏi cái công phu tu tập. Công phu tu tập đó, đặc biệt là Phật gọi là Samadhi, ở trong đó có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và để chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định được tu tập đó, thì chúng ta cần làm sao cho lời nói, hành động và sinh kế không có bị rơi vào chỗ tà vại sai quấy. Tại vì nếu chúng ta có tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng thì chúng ta không có tu được chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và một khi mà chúng ta đã tu tập chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định một cách đúng rồi đó, thì chúng ta sẽ có được chánh kiến và chánh tư duy. Nói một cách khác thì cái sự tu tập đời sống nội tại đó, để chúng ta có thể bớt đi cái ảnh hưởng của khác ái, nó đòi hỏi chúng ta có một cái nhìn mới, có một cái cách sống mới, có một quan niệm mới, hơn là chỉ đơn thuần là có một cái quan niệm. Lấy một ví dụ như, thưa quý vị, chúng ta thường chấp ngã, đây là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Mình phải tỉnh táo để nhận rằng thọ sắc, thọ tưởng, hành thức có sanh có diệt, và cái có sanh có diệt đó, nó là một cái dòng sanh diệt liên tục. Và trong sự sanh diệt đó, nó có cái tự tánh riêng, tự sanh tự diệt, tự đến tự đi. Và mình không có cố chấp rằng đây là ta, của ta, tự ngã của ta nữa. Thật ra cái sự chấp thủ đây là ta, là của ta, tự ngã của ta đó, nó cũng là một phần của cái mà chúng ta gọi là ái. Mà ở đây tức là một cái ngã chấp, và ngã chấp cũng khiến chúng ta đau khổ, chuyện đó rất là rõ ràng. Nhưng mà cái khả năng mà để thấy được đây là không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta đó, nó đòi hỏi chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là để tỉnh táo thấy rõ cái sanh và cái diệt. Chánh tinh tấn là gì? Chánh tinh tấn là một cái nỗ lực để hướng sự chú ý vào thân tâm của mình, thấy sự sinh diệt trên thân tâm của mình. Và chánh định ở đây là gì? Chánh định ở đây tức là cái khả năng tập chú bền bỉ liên tục theo dõi. Do chúng ta bền bỉ liên tục đối với cái sự quan sát của thân tâm của chúng ta đó, thì chúng ta phối hợp lại được ba thứ là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định đó, thì cái sanh và cái diệt nó mới rõ, cái sanh và cái diệt mới thấy được một cách sắc sảo, một cách tinh tế. Và cái sanh và cái diệt đó chúng ta mới thấy nó là tự nhiên, và từ chỗ đó, đó chúng ta bớt đi chấp thủ. Chúng ta bớt đi chấp thủ. Như là bây giờ chúng tôi có một nhiều lần ví dụ là một ông cha và mẹ rất là thương con của mình. Con mình sanh ra banh gia sẻ thịt, sanh ra ai mà không thương, bao nhiêu công sức lớn là ai mà không thương. Nhưng mà cái thương đó, đó nó lại kéo theo cái gọi là chiếm hữu, nghĩ rằng đây là con của tôi. Một ngày nào đó con trai hay con gái mình đem lòng thương yêu một người dân nước lạ, cái chuyện đó không phải là dễ dàng. Và người ta có cái phản cảm, con trai đó, con gái đó phải là của mình, ít nhất là nó cũng phải nghe lời mình, nó phải theo sự an bài của mình, hay là nó phải nghĩ mình quan trọng hơn là cái người yêu, người thương của nó. Nhưng mà sự thật đó là như vậy, là con người lớn lên nó có cuộc sống riêng, nó có nhu cầu riêng, có tình cảm riêng. Và nhiều khi sống với cha mẹ lại không thương cha mẹ như là thương một người hôn phối, một người vợ, người chồng, một người tình nhân, người nam, người nữ nào khác. Đôi khi thương yêu người dân hơn là thương yêu chính người thân của mình. Cái đó là cái tự tánh riêng, cái đó là vốn là điều tự nhiên, cái đó là vốn dĩ, nó là điều mình phải chấp nhận. Mà để chấp nhận điều đó nó khó, và rất khó, chứ không phải dễ dàng. Mình nói là ô, mình chỉ nói dăm ba câu quan niệm rồi mình có thể buông bỏ nó được. Thì cũng vậy với cái thân năm quẩn này, chúng ta đã sống với nó và hàng ngày mà chúng ta luôn quan niệm rằng sắc là của ta là tự ngã của ta, thọ tưởng hành thức cũng vậy. Bây giờ khi mà chúng ta tự nhiên chúng ta nói nó không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta, không phải là ta đó, thì mình cảm thấy không thể dùng chữ hụt hẫng không, mà mình cảm thấy là cái chuyện đó không thể chấp nhận được, không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng như vậy,
cái thân của mình đó, từ cái trạng thái thoải mái qua trạng thái nhức mỏi đó, mình có ra lệnh cho nó đừng nhức mỏi được không? Nếu mình không ra lệnh cho nó như thế này, bảo nó đừng kia, thì mình có nên quan niệm rằng nó là của mình không? Nếu là của mình có quyền với nó chứ không? Nó có cái bản chất riêng mà chúng ta gọi là nó có tự tánh riêng. Và cảm thọ cũng vậy. Cảm thọ có những cái cảm thọ mà vui mà buồn, nhiều khi cũng mưa đó mà mình vui, có nhiều khi mưa đó mà mình buồn, cũng nhiều khi một cái lời nói đó mà mình vui, cả lời nói mình buồn, cái khổ lạc ưu hỷ xả trong lòng chúng ta nó cũng phức cảm vô cùng. Ngay cả cái trí nhớ của mình, tại sao có nhiều khi mình lại nhớ một cách những điều không nên nhớ, mà tại sao có những lúc như là ngôn ngữ chẳng hạn, lẽ ra mình phải nhớ, mình sẽ sử dụng được, mình lại quên, không biết sử dụng được. Thì cái trí nhớ nó cũng lừa đảo mình. Nói chung là chúng ta thường sống với quan điểm rằng sắc thọ tưởng hành thức nó phải là ta, là của ta, tự ngã của ta, nó theo mình, tại vì mình là chủ nó. Nhưng mà phải có tu tập chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì mình mới có khả năng để có thể nhận ra được, nhận ra trong một cái khoảnh khắc rất là ngắn ngủi, không có nói chi một ngày, không nói chi một giờ, mà nói trong một vài cái khoảnh khắc ngắn thôi, thì những thứ này nó tự sanh tự diệt. Và cái sanh diệt đó nó tiếp nối liên tục, nó là một dòng chảy liên tục. Mà cái tiếp nối liên tục đó mình đã không làm chủ nó được, thì lấy gì mình bảo rằng nó thuộc về ta, về của ta. Và chúng ta rất là sợ hãi, rất là sợ hãi, rất là khó chịu khi nghĩ điều đó. Chúng tôi nói hồi nãy giống như là có những ông cha và mẹ rất khó chịu khi mà nghĩ rằng con mình sanh ra, mình đẻ ra, nó phải theo ý mình, và nó phải thế này thế kia. Nhưng bây giờ tự nhiên nghĩ đến cái cảm giác mà nó không còn là con của mình nữa, nó về nó làm dâu người ta, nó làm con người ta, bây giờ nó về nó sống với vợ với chồng, nó thương vợ với chồng nó hơn mình, bây giờ nó không thuộc về của mình nữa mà nó có cuộc sống riêng, mình cảm thấy rất khó chấp nhận. Nhưng mà cái chuyện mà chấp nhận con cái ra riêng, con cái trưởng thành, con cái rời bỏ mình, nó còn đỡ hơn là cái sự chấp nhận sắc thọ tưởng hành thức này, là không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự cả của ta. Vì vậy thứ việc cái giáo lý về tứ diệu đế đó cần chúng ta hiểu ở trong ý nghĩa của pháp học, cần hiểu trong ý nghĩa pháp hành, cần hiểu trong cái ý nghĩa tổng quan, nhưng mà cần hiểu trong ý nghĩa rất là thực tại ở chính nơi thân và tâm của mình. Nếu chúng ta thường xuyên quan sát cái hiện tượng của thân và tâm qua giáo lý tứ đế đó, thì ở đó có những bài học lớn, chúng ta học được rất là nhiều. Và nhiều nhất đó, là chúng ta học cái nguyên nhân hậu quả của cái mà chúng ta gọi là niềm vui và nỗi khổ, của hạnh phúc và khổ đau. Khổ đau nó không đơn thuần là một khái niệm, hồi nãy như thầy Đạo Từ Siêu nói, và trong cái câu hỏi là Đức Phật dạy về khổ có phải là một cái quan niệm về đời sống, một cái nhân sinh quan đời sống không? Thật ra Đức Phật dạy về khổ đó như ngài nói về một căn bệnh. Bây giờ chúng tôi bị bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường không phải là một cái gì để nói, một cái gì để giống như mình nói mình đẹp, mình xấu. Bệnh tiểu đường là một cái bệnh mà mình phải biết cách sống, mình sống với nó. Không đúng, tại vì không khéo mình sẽ bị mù. Không khéo mình có thể bị cưa tay, cưa chân, không khéo có thể ảnh hưởng tới gan, tim, thận. Thì như vậy tiểu đường nó không đơn thuần, nó chỉ là một chuyện để nói. Mình ở đó nó có một nhu cầu là mình phải hiểu và mình phải tìm cách mình sống với nó một cách hợp tình, hợp lý. Và khi mà mình bị tiểu đường chẳng hạn. Thì đối với giáo lý tứ đế, thưa quý vị, nhiều người trong chúng ta thường nói quen miệng là khổ thập diệt đạo. Khổ là hệ lụy của đời sống, tập là nhân sanh khổ, rồi diệt là sự dứt khổ, và đạo là con đường đưa sự dứt khổ. Chúng ta nói như vậy nghe dễ hiểu quá. Khi chúng ta nghĩ là chuyện nó dễ hiểu thì mình nghĩ rằng mình sẽ bỏ qua cái đề tài khác, mình không cần phải đào sâu vào đó. Thật ra chúng ta chưa bao giờ có một cái nhìn đủ tốt, đủ toàn diện, đủ chân xác, đủ rõ ràng về khổ thập diệt đạo ngay trong đời sống, ở trên thân và tâm của mình. Chúng ta không có thể nhìn ra được. Tại vì sao vậy?
Tại vì những cái ý niệm về khổ thập diệt đạo nó đối với chúng ta nó chỉ là một quan niệm hời hợt. Thật ra chưa bao giờ Đức Phật dạy về khổ thập diệt đạo như là một nhân sinh quan để chúng ta quan niệm một cách rất cải lương đó, đời là khổ. Quan niệm cải lương đời đời là khổ. Cái quan niệm như vậy nó chưa đủ, nó chưa đủ tốt, chưa đủ rõ về cái giáo lý tứ đế mà Đức Phật dạy trong đời sống. Chúng ta hiểu như vậy là Đức Phật dạy về khổ như Ngài dạy về chúng ta có bệnh và bệnh nó cần phải chữa. Và khi Ngài nói nguyên nhân sanh khổ thì không phải kết án, Ngài lên án, mà Ngài chỉ rõ cho chúng ta biết đó là cái gốc, đó là cái nguồn cội của vấn đề và chúng ta phải dựa trên cái nguồn cội đó. Và khi nào mà chúng ta không thấy được cái nguyên nhân sanh khổ là tanha, là khác ái đó, thì chúng ta chưa thấy cái giá trị của Bát Chánh Đạo. Và Bát Chánh Đạo là câu trả lời của Đức Phật cho nỗi khổ đau của đời sống. Đó là một đề tài rất là lợi lạc, rất là quan trọng, rất là thiết yếu để chúng ta tìm hiểu. Chúng tôi rất tiếc là do cái khuynh hướng của chúng ta quá nặng về triết lý. Và khi nặng về triết lý thì chúng ta hay coi thường Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Cái đó là cái sai của người Phật tử. Giáo lý Tứ Đế đó là một giáo lý chứa đựng gần như là cái xương của giáo pháp, cái nền tảng của giáo pháp. Và Bát Chánh Đạo là một câu trả lời của Đức Phật về câu hỏi là cái phương cách nào để thoát khổ. Và câu trả lời đó là một câu trả lời rất là quan trọng, rất là lớn. Không đơn thuần là cái chuyện mà chúng ta chỉ nói đây là Tứ Đế thì là Bát Chánh Đạo rồi thôi. Thưa quý vị, chúng tôi nhớ rằng trong cái giáo trình mà giảng dạy gia đình Phật tử Việt Nam đó, thì ở trong cái lớp mà lớp sơ đẳng thì người ta dạy về lục hòa, về tứ đế, về Bát Chánh Đạo, và họ nghĩ giáo lý thấp. Khi mà lên cao á thì họ mới dạy những giáo lý như là kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Niên Giác, vân vân. Nhưng mà kỳ thật đó, thì khi mà một em Phật tử mà vào trong chùa được nói rằng tứ đế hay Bát Chánh Đạo hay pháp lục hòa là cái pháp mà pháp cho cái vị trình độ thấp để mà học đó, thì chúng ta nói như vậy có thể là cái người viết cái giáo trình đó chưa có nắm rõ cái sự quan trọng của Tứ Diệu Đế. Chúng tôi xin nhắc lại là trên phương diện pháp học, pháp hành, pháp thành thì Tứ Diệu Đế đều có một giá trị lớn, và không chắc gì ở trong đời sống của chúng ta mà chúng ta có thể nhìn thấy hết chiều, hết rõ ràng cái ý nghĩa của Tứ Đế đâu. Khó, bởi vì đây là một pháp, cần bốn pháp cần phải thắng tri. Thì chúng tôi xin được tiếp lời đối với bài giảng hôm nay, thưa quý vị, bởi vì Chư Tăng không có nhiều vị, do đó chỉ có Chư Tăng Siêu Đại Đức Pháp Tính và chúng tôi, nên chúng tôi giảm bớt phần thảo luận. Bây giờ thì xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trên chư vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng, đình lễ với Ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thu lành thai. Con khai ma thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải.